Vâng, em Chiến xin chào tất cả các bác nha. Nay chiều nay về được mấy con đại Mỹ. Thưa coi có hai con QC2000A với con Crown 2000 C2000A và mấy con B-Way. Thì ngày mai thì đó em sẽ vệ sinh và cũng quay giới thiệu các bác nha. Thì đây là ba cái loa, hai cái loa sub và một cái loa nghi. Ở đây là cái loa Sequin Vega DX3 nha các bác. Thùng vân gỗ lạng vàng cực kỳ đẹp và cực kỳ sang cho các bác nha. Đối với những dòng Sequin Vega, cái mèo này là mèo được anh em chuộng nhất và giá cao nhất. Nó có mèo là vàng như thế này và loại vân gỗ mèo đỏ sẫm một tí và loại mèo đen. Và cái loại mèo vàng vân gỗ lớn như thế này là được anh em thích nhất và đánh vào mắt chúng ta nhìn thì cực kỳ là thích mắt. Đây là cặp DX3, sở hữu một bass 25, một mic, một chép coi. Cặp loa này các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thoải mái nha. Giá là 11.500.000, đã bao gồm phí ship. Đây là Eken, rất là đẹp nha. Loa đẹp tuyệt vời cho các bác nha, đẹp xuất sắc luôn á. Các bác thấy những cái vân gỗ này rất là đẹp nha, sáng và cực kỳ là nổi luôn á. DX3 Bass 25, một mic, một chép coi. Đây, cái cạnh đẹp keng hết cho các bác nha. Các bác thấy tiếng loa, loa từ bến về chưa động tới office luôn nha các bác. Đây, bác nào mình lấy về vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì alo cho em. Thì nói về những dòng Sequin Vega các bác, những con Bass 25 này nó nghe nhạc hay, phải nó là dòng sản xuất để nghe nhạc mà, tại vì nó có lực chiều đòn tốt và hát karaoke cực kỳ ngon nha các bác. Nếu đối với lo bot mà tầm tiền này thì lo bot hát không lại có cặp Sequin Vega nha các bác. Tại vì Sequin Vega nó có lo mic, chúng ta hát trở lời tiếng lời nó nhỉ mic hơn đấy. Và bass là bass tới 25 cm thì các bác sẽ được cảm nhận một chất bass, tiếng đập, tiếng chú sâu tốt hơn lo bot bass 20 thôi. Con này bass 25, một lỗ thông hơi phía sau và một lo mic các bác thấy ốc này. Mà thay nha, đã chưa? Một mic đây là 12 và một cái chép còi nha. Đấy, bác nào mình lấy cặp này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình vừa trưng bày trong phòng khách thì cặp này cực kỳ tuyệt vời nha. Tại vì nó sở hữu một cái vân gỗ rất là đẹp nha các bác. 11.500.000 mà đã bao gồm phí ship nha. Rồi đi đến con sub, đây là hai con sub Yamaha. Này, để cái bảng ở đây các bác thấy số điện thoại em nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nha, ấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình nha. Đây là con hai con sub phục vụ nghe nhạc và karaoke đối với các bác nào mà phòng nhỏ chơi loa bot nha. Loa bot thật là những dòng mà loa mà nghe tiếng nghe nhạc mà chơi bass chưa tốt thì các bác có thể sở hữu con sub này. Nó bass 20 thôi nha, SVW215, 4 cầu điện nha các bác. Hiện tại đang điện 100V. Các bác nào muốn xài điện 110 hay 120 thì 220 thì chúng ta chuyển cầu với sau. Đây là nút nguồn, còn đây là nút chỉnh bass, còn đây là nút 2 và volume tổng. Đấy, lo đẹp keng nha. Con này là giá 4 triệu nha các bác, đẹp xuất sắc luôn á. Công nghệ là QD bass đẹp chủng của Yamaha. Nó còn cái chân cao su nha, da cực lắm nha các bác. Nói chung là đẹp cấu cạnh luôn nha các bác, đẹp cấu cạnh luôn á. Thùng đen vân gỗ nha các bác. Em đi xung quanh đây có cùng xem, đẹp lắm. Đây là cái chỉnh điện này các bác, cái chỉnh điện này rất là mới luôn á, đẹp cấu cạnh luôn nha. Nhỏ gọn, bass 20 ốp đắt đánh ngon. Đây các bác thấy cạnh rất là đẹp nha. Đây các bác thấy vân gỗ này. Con này giá 4 triệu nha các bác, cực kỳ hợp lý để các bác mà chơi vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Đối với phòng 25m² á thì con này thì các bác ghép với một cặp loa bot, loa treo phía trên tường á, thì con này đảm nhiệm nghe nhạc hát karaoke tuyệt vời. Chỉ có 4 triệu thôi nha các bác sở một con sub xịn nha. Rồi đi đến dòng lớn hơn, đó là SVW320. Con này là im ruột của SVW800, tại vì nó sở hữu thiết kế y chang của SVW800 nha các bác. Mèo cherry vân gỗ nha, mèo vàng cam các bác. Nút nguồn cũng là chạy 4 cầu điện luôn nha, bắt ấm đắt luôn, rất là đẹp cấu cạnh nha các bác.
Mẹ Cherry con này giá 8 triệu nha. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Bác lắp đắt lỗ thông hơi bên hông. Cũng là 4 cầu điện nha các bác. Đây là cái chiến điện đây. SVW320. Các bác thấy đây, góc cạnh đẹp keng luôn nha. Đây bác nào mình lấy cặp này con súp này thì alo cho em. Đợt này sáng ngày này về được hai con súp. Một con 320 và một con 215. 320 mèo cherry vàng chanh này thì giá 8 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác nha. Vẫn cái giá như năm trước luôn nha các bác. Năm trước em vẫn bán giá 8 triệu nha. Và năm nay cũng vậy nha. Đây bác nào mình lấy mèo cherry này thì alo cho em nha. SVW320. Được cái là hai con này về được là phiên bản 4 cầu điện hết. Mà rất là đẹp nữa. Con này thì cực kỳ tầm tiền. Chỉ có 4 triệu thôi. Quá là hợp lý nha các bác. Quá hợp lý, vừa nghe nhạc và karaoke gia đình. Còn các bác nào mình phòng lớn hơn 30-35 mét vuông thì mình chơi con này SVW320. Giá 8 triệu, trên nhau là một nửa luôn nha các bác. Một con 4 triệu, một con 8 triệu. Phòng nhỏ thì chúng ta chơi con này. Con này cực kỳ dễ thương nha, gọn gàng luôn á. Nhìn ngồi đời rất thích tắc nha các bác, gọn gàng lắm. Còn con loa sạc Win Vega này là 11 triệu rưỡi nha các bác. Bass 25, 3 đường tiếng, 1 mic 12, 1 chép còi. Loa cực đẹp, là nghĩa là vân gỗ này. Nhìn sao nhìn vẫn thích cái vân gỗ này nha các bác. Đấy, thích tắc. Rồi bác nào mình chốt sản phẩm nào thì liên hệ cho em Chiến qua hãng số điện thoại trên nha. Giá trên là đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào mình Chiến khoan đủ thì em sẽ bớt vài trăm nha, tùy sản phẩm nha các bác. Đối với con này Chiến khoan đủ thì em bớt 200 này, là còn 3.8 triệu. Con này cũng bớt 200. Còn con này thì cặp loa này bớt 300 ngàn, là còn 11.2 triệu bao ship. Đấy.